Bùi Hồ đến đây cũng vào dịp là hơn 2 giờ chiều. Và đến đây lần 2 thì cô đang ngủ. Dạ cô ơi. Dạ, cô ngủ hả? Dạ. Chú nào điện vô nói bà đi chích mới về đó. Huyết áp cô lên hả? 22 tưởng chết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay là ngày 27 âm lịch tháng chạp, cũng là 3 ngày nữa là đến kết thúc năm 2019 để chuyển sang năm mới 2020. Thì hôm nay là cái ngày mà vô cùng ý nghĩa. Bùi Hồ phải chạy gần 100 km đoạn đường từ huyện Thanh Bình đến huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp để trao một cái phần quà yêu thương của chú Hồng Vương gửi về cho một cái cô sống ở dưới cái cầu Simona để có tiền ăn Tết. Tại vì cô thì rất là cần gấp cái số tiền này để có thể vào một ngày nào đó cô sẽ đi xe về quê, nơi quê hương huyện Chợ Mới, để cúng ông bà một ngày rồi sau đó cô sẽ trở lại dưới gầm cầu. Thì đây là cái đoạn đường, trên cái đoạn đường này mình đi hôm nay để trao yêu thương của chú Hồng Vương đến với cô. Rất mong cả nhà ủng hộ cho Bùi Hồ, cũng là một cái hành trình vất vả. Mong cả nhà hãy đăng ký kênh và like chia sẻ, thì đó là cái động lực lớn để cho Bùi Hồ có thể gông gũi những cái nẻo đường tiếp theo để trao những cái yêu thương cho những cô bác có hoàn cảnh khó khăn mà sống ở dưới gầm cầu như thế này. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình. Thì đây đến cái cầu Simona thì khoảng còn hơn 10 cây số nữa thì Bùi Hồ sẽ đến nơi. Sau một cái hành trình cũng khá là dài và vất vả thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt ở cầu Simona của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Bùi Hồ đến đây cũng vào dịp là hơn 2 giờ chiều. Và đến đây lần 2 thì cô đang ngủ. Dạ cô ơi. Dạ cô ngủ hả? Dạ cô ơi, chú nào cũng lên tự chết rồi. Dạ. Chú nào điện vô nói bà đi chích mới về đó. Huyết áp cô lên hả? 22 tưởng chết. Sáng nay cô đi không được, không nổi hả cô? Sáng cô đi bác. Dạ. Cô bán không nổi, bác có mấy tờ cô trả. Cô lấy nhiêu tờ mà bán được hai mấy tờ cô trả? Bữa nay bán được bà lấy 70. Bán hết 24 tờ à? Bác có 24 tờ. Dạ. Nó lên 22 luôn. Rồi hồi nãy điện nó vô nói bà đi chết nó mới gì à? Dạ. Rồi sức khỏe rồi, giờ này cô rất là mệt hả? Mệt quá con ơi. Rồi thuốc men gì cô uống chưa? Uống rồi, cô mới uống hồi nãy. Cô có đồ đo huyết áp gì tại nhà không? Không có. Rồi cô có nghe lên nhiều thì cô sẽ chóng mặt. Nó chóng mặt dữ lắm, nó tê môi mỏ hết trơn, bị điểm hôm sáng điểm. Cô biết sáng này bắt đầu nó bầm dữ lắm. Nó gần hết trơn, nó cứng. Ê, trên cô biết rồi. Rồi cô có cho con cái gì hay không? Không cho con, cô chết không có cho đâu. Dạ. Chết thì chết, ở đây bà con sao cho không cho con. Không cho hay hả cô? Chết quá. Người con gái của cô ở gần đây có lại không? Không, nó về bên chồng, nó không có lại. Cô khi nào về bên chợ An Giang để dạ cúng ông bà? Con dâu nó khóc, có điện hồi ấy có thằng vô nữa. Nó kêu mẹ ơi về rước ba con đưa dầu bữa nay bữa 30 về rước đi mẹ. Mẹ đừng có buồn nữa mẹ ơi. Mà cô tính cô không có về. Rồi cô tính ăn Tết ở dưới này luôn hay sao? Tính ở đây con ơi. Rồi cô lỡ bắt nửa đêm mà nó lên huyết áp quá rồi cô làm sao? Không sao, nó lên nhiều quá đi cô. Tắm điện 7 gô đây nó thương cô, nó bắt đèn gô 7 cho nó. Điện nó không có sao. Dạ.
ở đây con cháu nó thương cô giữ dần tổ nghiệp. Rồi hiện nay cô trong túi cô còn tiền để cô khám bệnh không? Con ơi tiền con già vô không nói giấu gì mày. Nó đưa tiền cho mượn chích thuốc nó đưa rồi lớp nó lén vô thiếu nó giờ mấy triệu bạc. Có nghĩa là vợ của anh Gô học điều quá công nghiệp đó rồi mà mới bữa hộp là cũng bệnh nữa đưa mượn 500 chích nặng đi bán chích hết cái nó đưa mượn 500 mấy dài đi bán nữa còn đây nè. Dạ ơi đây nắng nè cô bác anh chị, cô anh chị thấy dừng ở đây một cái miếng bạc ở đây nằm vô nó vẫn tuy là mát thiệt nhưng mà nó vẫn còn nóng hả cô? Nó nóng con ơi. Dạ khô quá trời luôn. Hôm nay cô ngồi vậy đâu có nổi hả? Ngồi cũng được nó mà ngồi hơi cái nó chóng mặt. Bây giờ nó đỡ kìa, hồi chết mơi nó tê hết trơn vậy nè. Gần sáng giờ cô ăn gì chưa? Ăn có ổ bánh mì 5.000 à, người không có nấu cơm. Thôi cô nằm đi cô được khỏi ngồi. Rồi hồi ấy con điện cho anh Gô phải không? Dạ con điện cho anh Gô. Gô cách đó là nó đi mặn gì đó mấy cái gì nó xuống xe cái tôi đẳng tôi kích đi ngay nó kè gì à. Cái nó nói con mới móc ra nãy con thấy chú đó điện con mà con điện lại sao không có trả lời. Lúc vậy sáng con có công chuyện ở nhà. Từ vậy trên con xuống đây cũng gần cả 100 cây. Dữ vậy đó hả? Dạ càng gần 100 ký 70-80 vậy đó con. Tội nghiệp bác chức mà đi. Tại vì hôm nay thì đến đây con đến đây con thay mặt cho chú Hồng Vương đang ở định cư ở Mỹ. Chú đó quê ở Đà Nẵng, Hội An Đà Nẵng. Chú có nhờ con chuyển cho cô số tiền là 100 đô, 100 đô Mỹ. Là con biết cô thì không có đi đứng gì được nên con đổi tiền ra cho cô luôn. Con đổi tiền ra tiền Việt cô mới nhận ngày hôm qua. Chiều hôm qua 5 giờ chiều. Hôm nay con đem xuống đây đang con trao gửi lại cho cô để cô có cái số tiền cô ăn Tết cũng như là cô trước mắt là cô phải chữa bệnh nhờ anh Gô hay gì đó chở đi khám bệnh mua thuốc men uống để cho hạ áp thì cô về quê cô ăn Tết. Và số tiền 100 đô này con đổi ra được là 2.310.000 đồng. Dạ cái này là con đổi ở trong cái tiệm vàng á, nên thành nữ là ngân hàng hôm nay làm rất là đông nên thành nữ là con không có vô ngân hàng, con vô tiệm vàng con đổi cho cô luôn. Này cô, cô cầm là 1.000.000 nè. 2.000.000. Dạ, 2.000.000 hay cô ha. Rồi, 300. Vậy cô cảm ơn con. 10.000 đồng. Nha. Dạ, con đổi cho cô sẵn luôn để rồi cô đi đổi mất công nữa, mai mốt ngân hàng nó nghỉ làm việc nữa. Cô cảm ơn con giữ dằn lắm. Cô không có biết vụ đổi này ở đâu. Dạ. Không có biết gì hết trơn. Dạ con thay mặt cho chú đó thì chúc cô thay mặt chú Hồng Vương thì chúc cho cô có một cái sức khỏe ổn định hơn, cố gắng vượt qua cái bệnh này với lại cái nỗi đau của mình. Cô ơi cô có muốn là nói là gì gửi đến chú Vương không? Cô cảm ơn chú Vương chú gì đã. Dạ để chúc cầu cho chú bước qua sân mới nhiều điều sức khỏe, được an khang thịnh vượng, mừng ăn được may mắn, mang ơn chú nhiều dữ lắm với con để mà nhờ mẫu mẹ để cứu độ anh em cho có sức khỏe để giúp cho đời. Cô mang ơn con với chú Dương gì đó dữ lắm nha con. Hôm nay con không chạy xuống trao tại ngày mai thì con cũng có rước ông bà ở trên nhà nên hôm nay con phải tranh thủ con chạy xuống giao tiền cho cô với lại tranh thủ cô có dịp cô ăn Tết. Trước mắt là bệnh như thế này thì chữa bệnh trước cho nó khỏe sức khỏe ổn định cái đã. Dạ cô ơi một lần nữa con kính chúc cô ăn Tết có một cái Tết nó vui vẻ. Cảm ơn và con. Nếu được thì cô có thể về rước ông bà hay sao đó thì con gửi lời chúc Tết cùng nhà cô hen. Dạ, cảm ơn con dữ lắm nha con. Dạ.